Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Thế xin chia sẻ với anh chị bản tin thị trường ngày 28 tháng 3 năm 2024. Thì chúng ta thấy rằng thị trường trong phiên ngày hôm nay có những cái sự rung lắc, tuy nhiên cuối phiên lại đóng cửa mức cao. Thì đó là những cái đặc trưng của thị trường của chúng ta đang ở uptrend đúng không? Và với những cái diễn biến ngày hôm nay thì chúng ta không cần quá nhiều điều phải nói về thị trường vì view ngắn hạn, trung hạn và dài hạn vẫn không có gì thay đổi cả. Vâng, Thế xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã thường xuyên theo dõi các video và thường xuyên like cũng như là đã đăng ký kênh Nguyễn Văn Thế Official. Thì các anh chị nhớ like video để ủng hộ Thế và để ủng hộ Team Target nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và chúc cho các anh chị của chúng ta là tận dụng được cái nhịp chạy nước rút của thị trường trong những cái phiên sắp tới. Còn về thị trường cụ thể thì trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đó là thị trường chung của chúng ta ngày hôm nay là một cái phiên rung lắc với khối lượng ở mức thấp nhé. Các anh chị thấy rằng đó là đây là một cái phiên rung lắc với khối lượng ở mức thấp thì cho thấy đấy là những cái tín hiệu rất là tích cực của thị trường chung ở trong cái thời điểm hiện tại nhé. Và cuối phiên thì cũng rất nhiều các cổ phiếu đóng cửa ở mức cao nhất ở trong phiên, đặc biệt là các cổ phiếu dòng chứng khoán trong phiên ngày hôm nay cũng đóng cửa ở mức giá khá là tốt. Với quan điểm của Thế thì như các buổi ngày hôm trước thì Thế có chia sẻ với tất cả các anh chị đó là thị trường của chúng ta sau cái nhịp rũ của phiên ngày 18 tháng 3 thì thị trường của chúng ta đang bước vào một cái nhịp chạy nước rút nhá. Và các nhịp chạy nước rút giai đoạn đầu thì gặp những cái vùng đỉnh test đi test lại, nhưng đây có thể là cái phiên test cuối cùng rồi và thị trường của chúng ta sẽ hướng về những cái vùng cao hơn ở trong thời gian tới, đó là quanh vùng 1350. Đấy là những cái kỳ vọng và những cái đánh giá của Thế là như vậy. Còn thị trường chung ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng có những cái sự rung lắc trong phiên và khối lượng rất thấp thì Thế đánh giá là thị trường rất là tích cực. Cũng có một số các anh chị hỏi rằng các anh chị đang lo lắng là nếu VND giao dịch trở lại thì có cái sợ cái lượng cung bán ra có mạnh hay không. Thì theo quan điểm của Thế là VND bán ra, khi bán ra thì cái lượng cung thì nó có thể sẽ ảnh hưởng ở trong ngắn hạn, nghĩa là có thể sẽ rung lắc ở 1-2 phiên. Tuy nhiên về xu hướng sẽ không có gì thay đổi cả và các anh chị không phải lo lắng. Mục tiêu của chúng ta đó là chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là thị trường của chúng ta sẽ bước vào nhịp chạy nước rút và các cổ phiếu có thể tăng từ 10, 15, 20, 30% ở trong những cái thời gian ngắn hạn. Thế nên là cái việc mà rung lắc từ 3 đến 5% thì theo Thế đánh giá là chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng nhé. Và đó là các anh chị nhìn một chiều. Giả sử khi VND giao dịch trở lại thì đó là gì ạ? Là cái lượng cầu cũng sẽ quay trở lại thị trường và như vậy thì đó là cái lực cầu cũng sẽ là mạnh hơn. Thì theo Thế đánh giá, việc VND giao dịch trở lại đó là một tín hiệu rất tốt cho toàn thị trường của chúng ta cũng như là cho những nhà đầu tư của chúng ta. Và khi giao dịch trở lại như vậy thì sẽ làm cho thị trường của chúng ta đi đúng cái bản chất hơn và vấn đề nhà đầu tư không còn lo ngại về những cái trạng thái bị nghẽn mạng nữa, mà vấn đề chúng ta sẽ giao dịch một cách bình thường. Thế nên các anh chị không lo lắng về những cái điều đó ở trong ngắn hạn nhé. Và Thế đánh giá rằng hiện tại cái thị trường của chúng ta chạy nước rút thì có thể sẽ giống như cái giai đoạn mà như Thế đã chia sẻ với các anh chị rồi, đó là cái giai đoạn của 24 tháng 6 năm 2016 nhé, hoặc là giai đoạn của năm 2020. Thì đây chia sẻ với các anh chị như sau. Thì cái xu hướng thị trường của chúng ta căn bản, vì sao Thế nhớ, vì vấn đề là Thế đã trải qua những cái phiên như này rồi, bản chất là thị trường đi ngang rũ bỏ khi có những cái thông tin tiêu cực xảy ra và sau đó là liên tục có những cái phiên hồi trở lại nhé, hồi trở lại xong đó là có những cái trạng thái bứt phá. Và trong cái quá trình tăng chạy nước rút này thì liên tục có những cái trạng thái gọi là test lại và rung lắc lại cũng như là điều chỉnh trở lại, đó là những cái trạng thái bình thường. Nhưng vấn đề chúng ta cần phải nhìn rõ cổ phiếu cũng như là trạng thái của các dòng cổ phiếu để chúng ta có thể bán được ở trong những vùng đỉnh ngắn hạn. Thì thị trường tạo đỉnh như thế nào thì trong buổi tới Thế sẽ chia sẻ với các anh chị một cách cụ thể hơn và một cách rõ ràng hơn. Hoặc như chúng ta thấy rằng như năm 2020 ấy, thì cũng chia sẻ với các anh chị thì đây cũng là những cái nhịp này, các anh chị thấy rằng thị trường của chúng ta bản chất là đang đi ngang, đây là những cái nhịp mà thị trường đang đi ngang này, đi lên này và sau đó là xuất hiện những cái phiên rũ bỏ và chúng ta cũng thấy rằng đó là đây là những cái phiên mà rút chân đúng không ạ? Đây là những cái phiên rút chân này. Lưu ý các anh chị là sau phiên rút chân là thị trường của chúng ta cũng đã tăng trở lại rất mạnh nhá. Sau đó là tích lũy này và tăng trở lại rất mạnh và tạo ra những cái khoảng trống liên tục và sau đó là thị trường mới có một cái nhịp đó là điều chỉnh lớn nhá. Thế nên là hiện tại khi mà thị trường của chúng ta chưa tăng quá mạnh và chưa chạy nước rút thì lưu ý với tất cả các anh chị là cái tiềm năng và cái kỳ vọng của chúng ta vẫn còn rất là nhiều.
Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng không cần quá lo lắng về những cái rủi ro của trong thị trường trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là những cái giai đoạn vừa qua thì Đại Thế đã khuyến nghị các anh chị mua và nắm giữ cổ phiếu từ những giai đoạn của đầu năm 2024 ở những cái vị thế khá là tốt ở quanh vùng 1150. Thì đến cái thời điểm hiện tại, những anh chị nào mà các anh chị mới mua trong vòng một tháng vừa qua thì đây là những cái vị thế không tốt. Và những cái vị thế không tốt như này thì là khi mà thị trường của chúng ta tạo đỉnh thì các anh chị nên bán hết những cái vị thế không tốt. Còn nếu mà các anh chị nào mà đang nắm giữ ở những cái vị thế tốt hơn, ở vị thế tốt hơn thì các anh chị có thể chúng ta hoàn toàn kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu nhá, và chúng ta không phải bán được, không phải bán cổ phiếu ở trong thời gian sắp tới, vì đó là thị trường của chúng ta điều chỉnh rồi, xong cũng sẽ lại lên tiếp mà thôi. Đây chỉ là những cái vùng mà vị thế không tốt thì các anh chị cần phải lưu ý nhá. Còn vùng này là chúng ta chấp, đúng không ạ? Thoải mái, mọi thứ rung lắc thì không ảnh hưởng đến cái trạng thái của các cổ phiếu của chúng ta. Đó là về thị trường chung thì hoàn toàn thì đánh giá thị trường chung có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng tích cực ở trong những phiên sắp tới, có thể rung lắc vào những cái phiên buổi sáng hoặc là giữa buổi sáng thì sau đó lại sẽ hồi phục trở lại vào những phiên buổi chiều. Đó là đặc tính của uptrend nhé. Và khối lượng có thể sẽ gia tăng dần trong những cái phiên sắp tới. Về trạng thái của các dòng cổ phiếu hiện tại thì các anh chị chú ý là trạng thái các dòng cổ phiếu hiện tại như là các cổ phiếu dòng ngân hàng, như thế đã chia sẻ là hiện tại vẫn đang duy trì cái đà tăng vẫn khá là tích cực. Chẳng hạn như MBB, khuyến nghị các anh chị là trở lại tại những cái vùng này, vì vừa qua khá là tiếc, đây là cái nhịp mà Thế đang tập trung vào các cổ phiếu dòng chứng khoán này và dòng bất động sản khu công nghiệp, thế nên là không khuyến nghị các anh chị được ở cái nhịp này. Nhưng vừa qua thị trường điều chỉnh là Thế đã khuyến nghị các anh chị mua 4 cổ phiếu của dòng ngân hàng, đó là MBB, CTG, ACB và Techcombank, đúng không ạ? Thì 4 cổ phiếu này vẫn đang là những cho chúng ta những cái trạng thái khá tốt này. Techcombank ngày hôm nay test lại với khối lượng thấp thì sẽ còn bay tiếp nhé. Nhưng cái điểm mua ở vùng này thì Thế sẽ không khuyến nghị nữa. Mặc dù còn tăng nữa nhưng mà vùng này không phải là vùng mua an toàn của chúng ta. Vùng mua an toàn của chúng ta là những cái vùng mà test lại ở quanh vùng hỗ trợ thì chúng ta mua một cách an toàn hơn. Còn vùng này không phải là vùng mua an toàn nhé. Thế sẽ không khuyến nghị các anh chị nữa. ACB này. ACB có cái sự rung lắc, cũng rung lắc và cuối phiên đóng cửa mức giá cao. Trạng thái này vẫn đang khá là tích cực này. Chúng ta có cổ phiếu CTG. CTG ngày hôm nay cuối phiên cũng đang hồi phục khá là tích cực, đóng cửa mức cao vào cuối phiên ngày hôm nay. Thì các cổ phiếu dòng ngân hàng sẽ còn một cái nhịp tăng nữa. Bản chất thị trường hiện tại đang dẫn dắt bởi các cổ phiếu của dòng ngân hàng, và các cổ phiếu này sẽ đưa chỉ số của chúng ta vượt mốc 1.300 và có thể lên 1.350 trong cái thời điểm ngắn hạn tiếp. Tiếp theo đó là các cổ phiếu ở dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán ngày hôm nay chẳng hạn như chúng ta thấy rằng cuối phiên có những cái trạng thái tích cực khi mà SI và HCM, đúng không ạ, cấp margin cho nhà đầu tư nước ngoài, đúng không ạ? Đó cũng là những cái thông tin khá là tích cực, và SI cũng đóng cửa mức giá cao ở trong phiên. Và thì đánh giá là các cổ phiếu ở dòng chứng khoán chẳng hạn như SI sắp tới sẽ bước vào nhịp chạy nước rút, và đây sẽ là nhịp tăng khá tốt nhé. Và thực sự là chia sẻ với anh chị là vùng này còn mua được hay không thì bản thân đó là Thế đã khuyến nghị các anh chị khách hàng mua từ những cái vị thế bên dưới rồi, thế nên là vùng này bản chất là chưa có rủi ro gì cả, bản chất là không có rủi ro gì cả, nhưng chỉ sợ nhất là các anh chị sẽ vướng mắc và chúng ta sẽ gọi là sẽ bị cuốn theo thị trường, nên là chúng ta cứ mua đuổi, thế là cái điều mà Thế không muốn. Nhưng về nhìn về trạng thái thì Thế đánh giá là cái vùng này vẫn đang là vùng tích lũy nhá, thế nên là cái trạng thái các anh chị mua ở quanh vùng này thì cũng không có gì rủi ro. Nhưng mà mua vùng này là vị thế mà không đẹp thì chấp nhận là chúng ta sẽ đánh nốt nhịp này, đánh ngắn để chúng ta sẽ bán ra. Bản chất là chúng ta nên mua tại những vùng dưới này rồi, thì các anh chị đã gọi là trong dung khách hàng thì Thế đã cũng đã khuyến nghị từ khá sớm, vùng này là vị thế không tốt nhưng rủi ro thì chưa có. Lưu ý các anh chị nhá, rủi ro về phân phối là chưa có. Vừa qua bản chất các cổ phiếu này đó là chúng ta thấy rằng đi lên này, rũ bỏ này, đi lên rũ bỏ này và tích lũy đi ngang, và sau đó là đang có dấu hiệu tích cực. Và vừa qua tại sao những cái phiên rất là quan trọng thì Thế lại hay thường theo dõi các cổ phiếu ở dòng chứng khoán, vì các cổ phiếu của dòng chứng khoán là phong vũ biểu của thị trường chung, nghĩa là các cổ phiếu này sẽ rất nhạy với xu hướng của thị trường chung. Giả sử nếu cái phiên ngày hôm trước đó là cổ phiếu dòng chứng khoán đóng cửa mức giá sàn thì chia sẻ với anh chị là đó là thị trường của chúng ta đã rủi ro ở trong ngắn hạn. Nhưng cổ phiếu dòng chứng khoán ngày hôm đó thì chúng ta thấy không, đây xuất hiện những cái phiên điều chỉnh rất mạnh này, nhưng cổ phiếu của chúng ta chỉ có giảm đó là 2,4 và 1,2%. Cái phiên gọi là rung lắc ngày 18 tháng 3 thì cổ phiếu là vẫn đóng cửa trên MA20 và chỉ giảm quanh mức 3%. Thì
trạng thái vẫn là tích cực nhá. Còn các anh chị lưu ý là trong một cái xu hướng, nếu các cổ phiếu dòng chứng khoán và bất động sản, thực ra bất động sản cũng khá là nhận, nếu các cổ phiếu dòng chứng khoán và bất động sản đồng loạt sàn và áp lực dư bán sàn xuất hiện thì thị trường của chúng ta rủi ro trong ngắn hạn. Thì đối với các vị thế không đẹp, các vị thế không đẹp, các vị thế không tốt hoặc các nhà đầu cơ thì tại những phiên đó là chúng ta cần phải nên chốt, chỉ giữ lại những cái vị thế tốt thôi. Còn nếu mà không có vị thế tốt là chúng ta nên bán. Còn thời điểm hiện tại thì đó là lý do vừa qua là thế vừa theo dõi thị trường, vừa theo dõi các cổ phiếu dòng chứng khoán, mà dòng chứng khoán là cụ thể nhất là cổ phiếu SI sẽ rất nhạy với xu hướng của thị trường. Như ở vùng này thì chúng ta thấy rằng SI này có những cái phiên rũ này, đi lên này, rũ bỏ, test lại. Đây là phiên rũ rất lớn và phiên này thế đánh giá là nhà đầu cơ của chúng ta bán ra cực nhiều và tổ chức họ gom lại, tổ chức họ gom lại. Và phiên này á là một cái phiên test lại rất tốt, đúng không? Như thế đã chia sẻ, các anh chị có thể xem lại các video ở trong cái kênh YouTube, thế đã chia sẻ phiên này là phiên test lại rất đẹp và vùng này là như thế đã khuyến nghị các anh chị là các anh chị có thể mua được. Nhưng mà còn đến cái thời điểm hiện tại bảo rủi ro hay không thì thế đánh giá vẫn chưa rủi ro, nhưng không có vị thế tốt thôi. Và để tránh cái trạng thái mà các anh chị bị FOMO, các anh chị bị cuốn theo thị trường thì cái vùng này thế sẽ không khuyến nghị các anh chị một cách cụ thể, mà vấn đề là mỗi các anh chị sẽ tự đưa ra cái quyết định đầu tư của mình. Còn những cái thời điểm trước đó này, đây là thời điểm mà các anh chị hoàn toàn chúng ta mua rất thoải mái nhé. Lưu ý với các anh chị mua rất thoải mái và rủi ro của chúng ta rất thấp. Nhưng mà khi mà bắt đầu có dấu hiệu vượt đỉnh như này thì là các anh chị nếu mà mua, chúng ta mua đuổi, rủi ro hay không thì chưa rủi ro, nhưng vị thế là không đẹp. Đấy là chia sẻ với anh chị về quan điểm này như vậy. Tiếp theo là các cổ phiếu chẳng hạn như là HCM cũng khá đẹp này. Lưu ý các anh chị, bản chất là vùng này là vùng tích lũy, HCM chưa vượt được đỉnh như SI, đúng không ạ? Bản chất là vẫn đang ở vùng tích lũy. Nếu mà các anh chị mua thì vùng này chúng ta vẫn có thể mua được, chưa có rủi ro đâu, và chúng ta chờ cái nhịp chạy nước rút ở trong thời gian sắp tới. Cổ phiếu HCM cuối phiên ngày hôm nay cũng khá là đẹp này. Ngoài ra là các cổ phiếu VIX này, thế đánh giá là đây là một cái cổ phiếu mang tính đầu cơ cực cao của dòng chứng khoán, và một khi dòng chứng khoán chạy nước rút thì cổ phiếu này cũng tăng rất mạnh nhé. Các anh chị thấy rằng lịch sử một khi mà cổ phiếu này đã đánh, các anh chị thấy không, đây là những nhịp chạy nước rút này, nhịp chạy nước rút toàn 50%, toàn gần 100% từ 12, đúng không ạ? Chúng ta thấy từ 12 lên đến vùng 19 là rơi vào 7 giá, gần hơn 60%. Hơn 60% thì đó là một cái nhịp chạy cực kỳ mạnh nhé. Thông thường ấy, lý do tại sao? Các anh chị thấy rằng trong cái quá trình tích lũy ấy, thì cổ phiếu đi lên rất là khó chịu. Vừa đi lên vừa test, đúng không ạ? Vừa đi lên vừa test lại, vừa đi lên vừa test lại. Nhưng đến khi mà, đó là gì ạ? Khi bước vào nhịp tăng thì cổ phiếu cũng tăng rất mạnh. Đó là những cái trạng thái mà các anh chị lưu ý nhé. Đối riêng đặc tính đối với cổ phiếu vĩ nhé. Các cổ phiếu chẳng hạn như thế khuyến nghị từ khá sớm như FTS này, khuyến nghị các anh chị mua từ những cái vùng nền này, và đến hiện tại đang tích lũy và thế đánh giá là sẽ còn một cái nhịp chạy nước rút ở trong thời gian tới nữa. BSI đấy là ít nhất ở trong ngắn hạn nhé. BSI cũng khá đẹp nhé. Với cái trạng thái như này thì các anh chị lo phân phối làm sao được? Cổ phiếu này không có phân phối nhá, chưa có phân phối ở trong cái thời điểm hiện tại. Và thế đánh giá nếu giả sử cái trường hợp tiêu cực nhưng mà xác suất là thấp, nếu có gãy lại như này rồi chia sẻ với anh chị lại quay trở lại thôi, đấy là trường hợp tiêu cực nhất. Nghĩa là quan trọng ý, lý do tại sao mà thế bảo nếu có gãy rồi cũng sẽ quay trở lại, vì vấn đề là cổ phiếu chưa phân phối, tổ chức họ chưa bán được ra, và tổ chức mà chưa bán được ra với cái vùng giá gom, vùng giá gom của tổ chức, thế đánh giá đây có thể là cái vùng gom của tổ chức này, đây có thể là vùng gom của tổ chức này. Khi mà họ chưa bán ra như vậy thì làm sao có rủi ro? Quan trọng là chưa có rủi ro nhé. Vùng giá gom ở quanh vùng gọi là chúng ta có thể quanh vùng 33-35 thì hiện tại là chưa được 100%, đúng không ạ? Thì nhìn chung là thế đánh giá là các tổ chức họ chưa thoát được hàng, họ gom rất nhiều vùng này nhá, vùng này gom rất nhiều vùng này. Lưu ý các anh chị nhìn vào khối lượng này thì họ gom rất nhiều vùng này và vùng này, thì có thể chia ra thì cái giá trung bình ở quanh 30-35, thì hiện tại đến vùng này họ chưa phân phối. Vậy cái khối lượng hàng ở đây chạy đi đâu rồi? Là do họ chưa phân phối và họ vẫn đang nắm giữ, thì đang nắm giữ thì hiện tại thì làm sao mà cổ phiếu gãy được ạ? Nếu có gãy chỉ là điều chỉnh ngắn hạn và cổ phiếu chưa hết xu hướng nhá, thì đó là trường hợp tiêu cực. Còn hiện tại trường hợp đó thì đánh giá là cực thấp, và cổ phiếu xác suất cao cũng sẽ lại duy trì tiếp một cái đà tăng nhá. Về dòng chứng khoán này, nhiều cổ phiếu dòng chứng khoán CTF cũng đang tích lũy khá tốt này. Tích lũy như này có thể là tích lũy để chuẩn bị bứt phá nhá. Các anh chị lưu ý nhá. Các anh chị có thể vùng này gọi là vùng gom với cái vị thế không tốt là các anh chị vẫn có thể mua được. FTS đang tích lũy này, HCM khá đẹp, MBS cũng đang tích lũy tích cực nhá.
MBS cổ phiếu cũng đang tích lũy tích cực và dòng chứng khoán thì đánh giá là sẽ có một cái nhịp chạy nước rút cùng thị trường chung, đó là với cái gọi là xác suất 95% có thể xảy ra. SBS này, SBS như thế đã chia sẻ rồi, một khi đã chạy thì chạy rất nhanh. SHS cũng đang có những cái trạng thái tích cực, dòng tiền bắt đầu quay trở lại nha. SII chia sẻ với các anh chị rồi. Thì đối với dòng chứng khoán ở trong cái thời điểm hiện tại, VCI thì các anh chị vẫn đang nắm giữ nhá. Sau cái nhịp tăng đi lên test lại này cũng trạng thái khá tốt, thì thế đánh giá sớm muộn cũng sẽ là bứt phá thôi cùng với thị trường chung. Thì nhìn chung là dòng chứng khoán hiện tại cũng đang khá là đẹp. Dòng thép ngày hôm nay thì đó là gì ạ? Có một cái trạng thái đó là đang chẳng hạn như Hòa Phát ngày hôm nay cũng chịu cái áp lực bán lại, mặc dù phiên sáng khá là tích cực, tuy nhiên là phiên chiều bán lại. Đây chỉ là cái động thái chốt lời ngắn hạn của nhà đầu cơ. Chia sẻ với các anh chị lại nhé, đây là động thái ngắn hạn chốt lời của các nhà đầu cơ, không có vấn đề gì cả. Thị trường đi lên có thể phiên ngày mai sẽ lấp lại khoảng trống, rồi sau đó quanh quanh ở vùng 30.2, 30.3, rồi sau đó lại cũng sẽ tăng trở lại thôi nhé. Đánh giá vùng này là các cổ phiếu dòng thép thì đánh giá là đang tích cực. Như Hoa Sen vừa hôm qua thế chia sẻ với các anh chị đó là cuối phiên ngày hôm nay cũng cuối phiên ngày hôm qua khá là tích cực, thì sẽ có thể duy trì đà tăng, nhưng sớm muộn các cổ phiếu này sẽ lại tăng tiếp thôi. Khi mà đã xác nhận vào sóng nhá, Nam Kim đã xác nhận vào sóng, Hoa Sen xác nhận vào sóng rồi, đối với cổ phiếu Hòa Phát cũng đã xác nhận vào sóng rồi, các anh chị kiên nhẫn. Riêng đối với dòng thép thì VGS là tích cực hơn cả. VGS là cái cổ phiếu mà nhẹ hơn so với các cổ phiếu khác, hiện tại vẫn đang vừa lên vừa điều chỉnh, vừa lên vừa điều chỉnh, nghĩa là hấp thụ lại những cái lượng cung mà gọi là những nhà đầu cơ chốt lời, nhà đầu cơ có thể mua vùng này và quanh chốt lời vùng này, thì có thể nghĩa là cái sự đồng thuận cùng thị trường chung vẫn chưa quá là cao, nhưng về xu hướng, về trạng thái thì thế đánh giá là dòng tiền đang trở lại đối với các dòng này vẫn đang là tích cực, và các chị chỉ cần kiên nhẫn thôi là thời gian tới chúng ta sẽ có cái mức lợi nhuận rất là tốt nhá. Dòng bất động sản trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như cổ phiếu DG, cũng DG bản chất ở đây nhá, đây là những cái điểm mua của DG, như thế đã chia sẻ rồi, đây là những cái điểm mua an toàn của DG, điểm mua này là điểm mua muộn rồi, bản chất đây mới là điểm mua chuẩn này. Thì đến cái vùng này đương nhiên là các anh chị mặc dù cổ phiếu có tăng trần cũng không mua được nữa, với thế là cái vị thế của chúng ta không còn. Lý do tại sao không còn? Nếu mà tăng các anh chị vội mua ở đây ấy, vội mua ở đây là các anh chị bị FOMO, nếu mà điều chỉnh này các anh chị lại vội bán thì như vậy là chúng ta sẽ bị rủi ro, thay vì đó chúng ta sẽ lựa chọn và tìm các cổ phiếu khác tốt hơn nhé. Cổ phiếu đã qua điểm mua an toàn, qua điểm mua an toàn là gì? Là qua những cái vùng nền tích lũy khá là dài, đây là vùng nền tích lũy nhé. Nếu ở trên này đối với cổ phiếu DG tích lũy trở lại thì vùng mua này lại là vùng mua an toàn, các anh chị lưu ý nhé. Còn nếu mà tích lũy 2-3 phiên mà tăng luôn mà các anh chị lại mua đuổi vùng này thì không an toàn. Đấy, nếu nhưng tích lũy trở lại tầm 2-3 tuần nữa tăng thì các anh chị lại mua an toàn. Vì vấn đề là vùng tích lũy trở lại là vùng mà cân bằng, là các tổ chức đội lái họ sẽ gom lại những cái lượng hàng mà nhà đầu cơ chốt lời bán ra thì họ sẽ gom lại. Như vậy thì giá cổ phiếu là sẽ ổn định hơn và sẽ biến động quanh vùng tích lũy và họ gom lại vùng đó. Thì nếu mà họ đánh lên nữa thì cái an toàn cao hơn. Còn nếu cái vùng này là chỉ gọi đi ngang 3 phiên rồi giật tiếp thì đó là những cái trạng thái FOMO của nhà đầu tư, chứ không phải là các tổ chức mà chủ động đánh lên nhé. Nghĩa là nếu ở vùng này mua không có vị thế thì thế sẽ không khuyến nghị các anh chị. Nếu tích lũy trở lại thì lại đẹp. Đấy là quan điểm của thế là như vậy. Tiếp theo là các cổ phiếu chẳng hạn như Nova này. Nova thì như thế đã chia sẻ, bản chất cái phiên này là phiên mà dòng tiền vào và cổ phiếu là đây là những cái điểm mua nhá. Thực ra nhá, đối với cổ phiếu Nova ở quanh vùng 18 các anh chị mua vẫn an toàn. Vì thế kỳ vọng là ít nhất ở vùng 20, 21, 22 cơ. Thì đây là những cái vùng mua an toàn, nhưng đấy là tùy các anh chị thôi. Nhưng bản thân ở trong Zoom thế sẽ không khuyến nghị nữa, vì đó là những cái vùng mua từ trước đó, là thế đã khuyến nghị các anh chị mua và nắm giữ cổ phiếu này rồi từ những cái vùng tích lũy này thì vùng này là không khuyến nghị nữa. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu bản chất, đó là cái phiên này là do VND bị lỗi mạng, thế nên là hiện tại là cổ phiếu là đang muốn đánh rồi nhưng là phải dừng lại, chờ đợi cho cái sự đồng thuận cao hơn, và vấn đề hiện tại vẫn đang có sự tích lũy. Và phiên ngày hôm nay là một phiên nhìn rất rõ đúng không ạ? Vậy ai là người mua phiên này? Các anh chị có thể trả lời không ạ? Chỉ có tổ chức, các đội lái họ mua tại những cái phiên này thì sau là những cái phiên này thì chia sẻ với anh chị mới không bị bán ra. Còn những nhà đầu cơ mà mua phiên này về là gần như là bán ra và giá cổ phiếu sẽ tụt. Nhưng các tổ chức họ mua gom nhiều ở phiên này và nhà đầu cơ họ bán ra tại phiên này, có thể mua ở vùng này, vùng dưới này, nhà đầu cơ bán ra phiên này, thế nên là giá của phiên này không tụt được nữa mà xu hướng là sẽ còn tăng
trong thời gian tới nữa. Đất xanh này ngày hôm nay cũng khá là tích cực này. Nam Long này đã vào sóng rồi, ngày hôm nay có sự rung lắc nhưng mà trạng thái vẫn là tích cực nhá. KDH này chúng ta thấy rằng vào sóng rồi, ngày hôm nay rung lắc với khối lượng thấp, thì lưu ý các chị nhé, đây là cái gọi là gì ạ, như DG ở phía này giả sử nhé, đang tích lũy 3 phiên DG ở phía này mà các anh chị đu cao phía này thì phía này về các anh chị có phải bán không, đúng ạ? Thay vì đó là gì ạ, đây là những cái vùng hỗ trợ này, DG mà cổ phiếu DG mà test lại cái vùng hỗ trợ này xong đó lại tích lũy lại, thì những cái vùng này theo thầy đánh giá là có những cái nền tảng tích lũy trở lại ngắn cũng được nhưng mà sẽ an toàn hơn, còn hơn là các anh chị sẽ đủ đây, các anh chị sẽ bị nhịp test, nếu mà cả dòng không chạy là sẽ bị nhịp test trở lại, test trở lại thì các anh chị sẽ bị điều chỉnh và điều chỉnh có thể là rơi vào tầm 3-5%, thì như vậy các anh chị sẽ rất sót ruột. Thay vì đó chúng ta phải chờ đợi về vùng hỗ trợ thì chúng ta mua, cái trạng thái là sẽ là an toàn hơn đối với tất cả các anh chị nhé. Nhà Từ Liêm vẫn duy trì một cái xu hướng tăng, SCR tích lũy tích cực này, VSM cổ phiếu này khá yếu đúng không ạ, nhưng mà vùng này là vùng hỗ trợ rồi nhưng mà cổ phiếu khá yếu, thực ra bản chất là thế cũng không hiểu về VSM đâu, không biết bao giờ đánh vì các cổ phiếu này mang tính gọi là gần như là các tổ chức họ nắm giữ nhiều. Cổ phiếu Digicore tích lũy lại như thế này là đẹp nhá các anh chị nhá, tích lũy lại như thế này là khá đẹp và để chuẩn bị bứt phá trong thời gian tới. Đây giả sử nhá, lưu ý các anh chị vùng này có thể mua DG với trạng thái an toàn, Digicore cái trạng thái an toàn hơn, vì lý do tại sao, đây là những cái phiên tăng liên tiếp, các anh chị thấy là tại phiên này các anh chị rất hay bị FOMO này. Tại phiên này phiên tăng rất hay bị FOMO vì chúng ta mua chúng ta sợ là cổ phiếu sẽ tăng luôn đúng không, sau đó là test lại thì những cái phiên hỗ trợ này thì các anh chị thấy là đây là cái vùng gọi là gần như là test lại vùng đáy V kép đúng không ạ, chúng ta thấy không, đáy V kép thì test lại như này thì khối lượng thấp này ổn, cái vùng này đang là vùng cân bằng thì vùng cân bằng mua này các anh chị hoàn toàn yên tâm nhé. Digicore các anh chị mua vùng này hoàn toàn yên tâm để chờ đợi cổ phiếu mà tăng tiếp nhé, chứ không phải mua ở cái phiên tăng mạnh như này, mà các anh chị mua ở phiên này là cực kỳ hoàn toàn yên tâm rồi. FLT vừa qua là tăng liên tục rồi, cần cái thời gian tích lũy trở lại nhé. MVKG ngày hôm nay tăng cũng khá tốt nhưng các anh chị nhìn một cái điều là gì ạ, khối lượng thấp đi đúng không, phiên ngày hôm trước tăng khá tốt này, khối lượng ở mức cao này, như phiên ngày hôm nay đó là tăng khá tốt nhưng khối lượng thấp đi, thì điều đó cho ý nghĩa gì, đó là phiên ngày hôm nay là tổ chức họ vừa đẩy nhưng mà cái lực đẩy không quá quyết liệt, và lực đẩy không quá quyết liệt như thế này thì khả năng sẽ lại điều chỉnh và test lại trước khi mà duy trì đà tăng nhé. Nhưng mà nhìn chung là dòng bán lẻ cũng đã có những cái sự tích cực ở trong cái thời điểm hiện tại, cả Digicore vùng này mua an toàn nhé. Pep ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Pep cũng có những cái sự trạng thái hồi tăng trở lại, nhìn chung ở vùng này thực ra là bản chất là nếu mà các anh chị mà mua ở quanh vùng 28 cộng trừ thì sẽ là an toàn hơn, quanh vùng này 28 cộng trừ thì sẽ là an toàn hơn cổ phiếu Pep này. Thực ra mua vùng này vẫn là rất là an toàn, vẫn kỳ vọng là chạy 10-15% thời gian tới, nhưng quan trọng là thế đang cố gắng là muốn tối ưu ở những cái vị thế gọi là an toàn nhất cho các anh chị, đó là quanh vùng 28 cộng trừ 28.2 28.3 đúng không ạ, thì sẽ là ok hơn. Đấy là về các cổ phiếu dòng bán lẻ này, các cổ phiếu dòng dầu khí hiện tại chẳng hạn như là chúng ta thấy là điển hình như là PVS ngày hôm nay có những cái trạng thái mà tích cực ngay đầu phiên nhưng mà xong cũng test lại, nhưng thế đánh giá là sớm muộn cổ phiếu cũng sẽ tăng trở lại thôi nhá, các anh chị hoàn toàn yên tâm. Các anh chị mà đang mua ở vùng này rồi, quanh vùng nền này rồi thì chúng ta sẽ là kiên nhẫn nhá. PVD ngày hôm nay test lại khối lượng thấp, đang có trạng thái tích lũy trở lại hoàn toàn bình thường, không có thay đổi trạng thái xu hướng gì cả. PVT vùng này đang tích lũy với khối lượng thấp thì đó là sắp tới sẽ còn bay tiếp nhá. GAT này đang tích lũy này, OI này, PLX đang xu hướng tăng, nhìn chung là dòng vẫn đang ổn nhá. Hiện tại dòng đầu tư công thực ra là bảo cái sự mạnh mẽ thực sự thì cũng không phải là quá mạnh mẽ, nhưng kênh xu hướng vẫn đang là kênh xu hướng tăng tốt này. FCN này, HSV có thể sẽ sớm bứt phá trong thời gian tới, đang tích lũy tốt. HT1 tích lũy tốt, KSB tích lũy tốt, Lycosi tích lũy tốt. Nhìn chung là các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì hoàn toàn các anh chị kiên nhẫn thôi. Dòng cảm biển này, Vốt ngày hôm nay có cái xu hướng đó là bứt phá nhưng khối lượng bị thấp hơn so với cái phiên trước này, và cái thứ hai nữa là chạm các ngưỡng kháng cự này thì cổ phiếu Vốt có thể sẽ tăng nhẹ một cái phiên ngày hôm sau đó, nhưng mà đó là gì ạ, chia sẻ với anh chị là tăng rồi test nhá, tăng rồi test rồi mới tăng được tiếp, thông thường để tăng ngay thì sẽ là khó, nhưng bản chất vùng này các anh chị mua với vùng nền tảng rất là dài như này thì
hoàn toàn yên tâm và không có rủi ro ở đây. HAH hiện tại thì chúng ta thấy là phiên ngày hôm nay cũng hồi phục tốt này, test lại cái vùng hỗ trợ này. Lưu ý các anh chị ạ, test lại vùng hỗ trợ này thì bắt đầu có dòng tiền tham gia vào. Thực ra vùng này mua an toàn, lưu ý các anh chị là vùng này mua an toàn, chỉ là vấn đề thế không muốn các anh chị sắp tới là chúng ta bị hưng phấn quá mức rồi, nghĩa là chúng ta bị cuốn vào thị trường, thế nên là thế không khuyến nghị rõ ràng. Để các anh chị mỗi anh chị chủ động nhé. GMD vùng này cũng đang khá là ổn này, bản chất trong dòng cảm biển thì thế thấy rằng GMD vẫn là cái cổ phiếu mà có những cái tính chất và trạng thái mạnh mẽ hơn hẳn. Dòng bất động sản khu công nghiệp chúng ta thấy rằng BCM đang tích lũy này, D2D này, test lại này, DPR cũng đang tăng nhưng mà không còn những cái điểm mua cho chúng ta nữa. DTD, bản chất của DTD nhá, vùng này đang là vùng tích lũy, các anh chị mua vẫn rất là an toàn, kỳ vọng chạy nước rút thời gian sắp tới. GVR vẫn đang xu hướng tăng, các anh chị nắm giữ kiên nhẫn, không còn điểm mua nữa. IDC tích lũy, kiên nhẫn nắm giữ, sẽ có nhịp chạy nước rút nhá. KBC rung lắc test lại khối lượng thấp rồi, đây là vùng đang xây vùng tích lũy rồi cũng sẽ lại tăng tiếp mà thôi. PSD đang tích lũy này, SSC vùng này đang tích lũy như IDC, nhìn chung là VGC cũng vậy, nhìn chung là hiện tại dòng này cũng đang tích lũy khá là đẹp, các anh chị đang nắm giữ là kiên nhẫn. Vì tổng quan lại thị trường thì thế thấy rằng đó là trạng thái của các dòng cổ phiếu hiện tại vẫn đang khá là đẹp, đang tích lũy và bản chất của các cổ phiếu cũng chưa phải là quá mạnh đâu. Nhưng trong những cái phiên sắp tới và thời gian tới thế đánh giá cái sự đồng thuận sẽ cao hơn và các dòng cổ phiếu sẽ bứt phá cũng như là tăng trưởng sẽ mạnh mẽ hơn, thì nên là những anh chị nào đang nắm giữ là chúng ta sẽ kiên nhẫn, kiên nhẫn nắm giữ, kiên nhẫn tận dụng cái nhịp chạy nước rút và hạn chế là chúng ta giao dịch T cộng, hạn chế chúng ta giao dịch lướt sóng nhé. Mà thay vì đó là các anh chị kiên nhẫn và kiên nhẫn. Còn những anh chị nào mới trở lại thị trường, các anh chị vẫn còn tiền mặt thì các anh chị có thể lưu ý với các dòng cổ phiếu và một số cổ phiếu mà Thế vừa chia sẻ để các anh chị làm sao có thể là chúng ta canh những cái vị thế mua tốt nhất có thể. Trong cái thời điểm hiện tại thì Thế đánh giá là chúng ta nên canh vị thế để chúng ta mua, để tránh cái sự rung lắc mà làm cho cái tâm lý của chúng ta thay đổi quá nhiều. Còn về thị trường chung hiện tại vẫn ổn nhé, không có vấn đề gì cả. Vâng, đó là chia sẻ của Thế ở trong ngày hôm nay và đó là những cái góc nhìn của Thế. Các anh chị có những cái góc nhìn khác, các anh chị có những cái quan điểm khác thì các anh chị có thể là comment, hoặc các anh chị ủng hộ Thế thì các anh chị cũng có thể comment ở bên dưới để ủng hộ Thế và để ủng hộ Team Atagas nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Và chúc anh chị của chúng ta chỉ có kiên nhẫn thôi. Kiên nhẫn là tiền sẽ về các anh chị nha. Chỉ cần kiên nhẫn là tiền sẽ về. Đó là chia sẻ với các anh chị là như vậy. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Bye bye. Các anh chị nhớ like video nhé và đăng ký kênh ủng hộ Thế ạ. Xin cảm ơn ạ.